chị thấy rằng đó là em hát bài này rất là có hồn, em hát đúng phách đúng nhịp và em lơi, có những cái chỗ lơi chị nghe nó đã lắm, tại vì chị đã từng hát bài này rồi. Nhưng mà khi em hát là một cái phong thái rất là bolero mới, không có theo cái cách mà cái phong thái cũ của chị, đúng không? Cho nên chị rất là thích, không như không phải theo phong cách truyền thống mà em hát theo cái kiểu bolero mới đó, thì chị rất là thích cái bài hát mà em trình bày. Tuy rằng có những cái đó là cái nervous của cái, trong cái cuộc thi khán giả quá nhiều, áp lực quá, thí sinh nào cũng giỏi hết, đã khi bước vào cái vòng này rồi đó là 13 thí sinh vào vòng chung kết, người nào cũng giỏi hết, đều có một cái đặc điểm riêng hết. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian, dù anh có tôi ai sáng sầu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho
về nhạc phẩm Cát Bụi Cuộc Đời là phần thi của Khánh My. Bây giờ xin mời nhạc sĩ Đồng Sơn. Ở vòng thi trước, anh rất là ấn tượng với cái giọng vang ngân và trong sáng. Mà nhất là cái giọng nói tuyệt vời. Cái giọng nói gọi là mê ly. Dạ, cảm ơn anh. Qua cái buổi thi ngày hôm nay, anh lấy làm tiếc rằng là anh cảm thấy giống như là một cái bước lùi của em so với là cái vòng trước. Anh sorry, anh phải nói sự thật, tại vì anh nhìn em là anh mến lắm. Nhưng mà khi mà em hát anh cảm thấy tiếc vô cùng, bởi vì khi mà cái chỗ điệp khúc á, em hát nhướng quá. Và em hát bằng giọng cổ không à, mà em nhướng nghe cái sao nó nghe nó bị khó chịu, cái sao nó bị hơi bị chói đó. Em không có control được những cái nốt cao và những cái chỗ sau đó của cái điệp khúc. Em gò từng chữ làm cho cái cảm giác của anh cảm thấy hơi bị khó chịu chút xíu. Tuy rằng cái khúc cuối cùng, cái ending của em làm em hát rất hay. Nếu như em muốn trở thành một ca sĩ, em cần có một cái sự ổn định. Thì sau cuộc thi này, anh đề nghị em hãy tập như thế nào để mà cái giọng của mình thật là ổn định trong mọi điều kiện, trong mọi nơi em đều phải hát hay. Hôm nay anh nghĩ rằng em hát dưới sức của mình. Ngoài ra thì cái nụ cười của em làm cho anh nhớ hoài, nhớ từ cái hồi vòng trước cho tới giờ vòng này. Rất là hiền, rất là dễ thương. Anh muốn dành cho em một cái điểm cao. Rất tiếc là anh không thể cho em một số điểm cao được nha. Thì anh chỉ dành cho em được 8.75 mà thôi. Dạ, cảm ơn. Một cái 8.75 từ giám khảo Đồng Sơn. Mời nghệ sĩ Ngọc Quyền. Tôi thì không có bàn cãi với anh Đồng Sơn về cái kỹ thuật, nhưng mà tôi đang nói về chất hồn. Em hát rất có hồn. Tuy rằng là những cái lúc mà anh Đồng Sơn nói em gần đó, đúng không? Em o bế quá, nhưng mà tôi nghĩ là em lại đưa cả cái hồn, cái tình cảm vào trong đó, cho nên tôi rất thích. Cái giọng em nó rất là mượt, cái giọng em nó rất là bolero, nghe ngọt ngào và giọng vang mà nó lại có độ ấm nữa. Chỉ có một hai cái phần đầu mấy cái chữ xuống thấp á thì em chưa có gọi là chưa có đẹp lắm thôi, chứ mà đối với tôi thì chấp nhận được. Bởi vì chị thấy rằng á là em hát bài này rất là có hồn. Em hát đúng phách, đúng nhịp và em lơi, có những cái chỗ lơi chị nghe nó đã lắm. Tại vì chị đã từng hát bài này rồi. Nhưng mà khi em hát là một cái phong thái rất là bolero mới, không có theo cái cách mà cái phong thái cũ của chị. Đúng không? Cho nên chị rất là thích. Không như không phải theo phong cách truyền thống, mà em hát theo cái kiểu bolero mới. Đó. Thì chị rất là thích cái bài hát mà em trình bày. Tuy rằng có những cái đó là cái nervous của cái, trong cái cuộc thi. Khán giả quá nhiều, áp lực quá. Thí sinh nào cũng giỏi hết. Đã khi bước vào cái vòng này rồi đó là 13 thí sinh vào vòng chung kết, người nào cũng giỏi hết, đều có một cái đặc điểm riêng hết. Cho nên là chị rất 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 là yêu giọng hát của em. Và chị nghĩ rằng là cái tác phẩm vừa rồi là em biểu đạt tốt. Chỉ có điều là chị không thích cái váy của em. Nó rực rỡ, nó đẹp đó. Nhưng mà nếu bài Cắt Bụi Cuộc Đời em bận cho chị một tà áo dài trắng thì chị nghĩ rằng là anh Sơn sẽ cho em điểm cao liền. Tại vì cái bài cái outfit của em bận nó lại không có đúng vào trong cái tác phẩm của bài hát. Mà cái đó là điều đầu tiên sẽ đập vào mắt khán giả, làm họ phản cảm. Không tưởng em hát một bài nhạc vui hoặc một bài nhạc tình đám cưới mùa xuân gì đó. Thì cái điều đó chị nhắc, có thể em sẽ bận cho chị một áo dài trắng. Ha, một áo dài màu đen như áo dài của chị đó, áo dài của chị Hồng Đào của mình cũng đẹp vậy, thấy không? Màu đen hoa, một cái gì vẫn có một cái gì đó đau buồn, một cái gì nó mang mát, mà vẫn có một cái gì đó nó hy vọng, nó rực rỡ. Em để ý về cái phần biểu diễn của mình thì chị rất là yêu giọng hát của em, và chị bảo vệ tiếng hát này, chị tặng cho em 9.75. em cảm ơn chị. 9.75 từ giám khảo Ngọc Huyền. Xin mời Vivi. Hello, chị chào Khánh My. Em chào chị Vivi. Nếu mà nói về kỹ thuật mà để chấm điểm thi á, thì chị nghĩ là chị không có đủ khả năng. Nhưng mà
về giọng hát của em mà để cho chị ngồi ở đây mà chị thưởng thức đó, thì chị rất là thích nghe, nó rất ngọt ngào mà nó rất là thanh nhã, nó giống như là một cái giọng hát bằng thủy tinh á, nghe rất là đã, và chị rất là enjoy bài hát của em. Cảm ơn nhiều. Em cảm ơn chị Vivi. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Yếu tố mà dẫn đến cái phần trình diễn không được hoàn hảo cho của em hôm nay đó là cái bài hát đánh rất là chậm, cái tempo rất là chậm, nó ảnh hưởng đến cái kỹ thuật và ảnh hưởng đến cái giọng luyến của em, kể cả những cái chia câu em bị mất đi cái cảm xúc rất là nhiều. Tại vì là bài này nên đánh một điều rumba nó cho cái tempo nó nhanh thêm chút xíu nữa, từ cái lời nó rất là ngắn. Anh ngồi dưới đây anh thấy anh rất là tiếc, tại vì cái lần trình dọc đi trước em ca rất là hay, cái bài dân ca anh rất là thích và anh mê lắm. Nhưng mà hôm nay thì anh hơi buồn là tại vì cái phần trình diễn của em không có được như ý là anh muốn. Em nghe nó rất là chậm đúng không? Em đề ba vô là anh nói chết rồi, điều này là không được rồi. Từ cái bài nó ngắn lắm. Em là này bạn thân ơi, sao kiếp đã sai rồi. Rồi em chia câu nữa, em chia câu em dồn chữ chính vì nó bị chậm quá cho nên em bị phân phối cái câu nó không có đều. Ok, thì anh chỉ nói như vậy thôi. Thì chứ giọng hát của em là anh rất là thích. Em hát dân ca rất là hay. Mà anh tin rằng rumba, bolero em hát cũng rất là hay. Nhưng có điều cái là cái một cái vài yếu tố nhỏ nó làm ảnh hưởng cho cái giọng hát của em. Anh xin lỗi nha. Em được công bố điểm không? Cho em lộ lần này. Anh cho em 9 điểm. 9 điểm từ ca sĩ Mạnh Quỳnh và Hà Vi. Em là một thí sinh mà luôn luôn xuất hiện với một cái gương mặt rất là khả ái, duyên dáng, cái nụ cười rất là xinh. Chị cảm tình em ngay từ cái giây phút đầu em bước lên sân khấu. Em có một cái chất giọng rất là nhẹ nhàng và rất là lôi cuốn. Em hát được những cái thể loại nhạc trữ tình như vậy. Vừa rồi thì em cũng hát một cái loại dòng nhạc khác nhưng mà cũng rất là đạt. Thì chị cảm thấy là chị hơi tiếc là có thể là em lựa cái bài này nó không đúng với cái range giọng của em. Từ cái câu đầu tiên thì em đã bị lạc giọng rồi.